养死狗。哎呀，你说。Yeah, that's a good one.
có nấu được đó, nó comment á, nấu ăn luôn. Bạn nào mà thích tới đây chị chỉ luôn cho chị nó trình dạy. Làm như mình quen khẩu vị rồi đó. Không nhận ra dòng chị hả? Dạ. Chị đâu đổi dòng đâu. Dạ, mấy món này cũng nhanh thiệt. Đây là chừng 15 phút. Để nè. Có người ta coi ta bị chán á. Cái này thì xào cái heo quay, xào cái chua. Trên cá thịt tôi đó để bưng cá lên đi con. Cho chị cái sàng em ơi. Chị cháu nước tương mới đưa rồi. Có được, có được. Sao nữa em? Đưa ra chị nước. Chút là chị nấu gần 10 món rồi đó. Ôi lộ. Lục xuất cả. Cái này thì mới chiên sơ qua rồi để chị xuất cà đó. Yeah. Cho chị cái tô sắp đi. Yeah.
Ờ được đó các. Thôi chị bỏ mấy miếng đồ này để mấy gì ai thích ăn đồ này. Cho chị cái vợt vợt cái xả ra không anh? Con thơm không con thì chắc cái gì ít thành lá này này đi em thương chắc thành lá này cái gì phóng đây là phải có hầu mua cho nó đẹp. Một sườn trứng, một sườn bê. Một hộp này. Một hộp đây. Thế đó. Thế hỏi bê cửa phát đi. Thơ thơ mấy. Thế nào? Cho canh khổ qua với cá thì dạ. Anh đi mấy người ăn ơi. Bà chưa một cái bán liền ơi. Hai người.
cho chị gửi đồ ăn cái rồi đi kiếm mấy bữa ăn này. Rồi tiếp theo không lấy phần này nữa ăn thêm. Thêm cái đó phải không? Anh lấy giùm em nè. Cái chú taxi ngoài đường này. Để em thêm. Rồi của mấy chú này là Nguyễn Phần Nguyên nha, ăn thêm Phần Nguyên nha. Quanh rồi. Lấy cái đồ đó bỏ đây lên cho chị. Bảo vệ họ ăn một cái mà mình phải dành để lấy lại cho mệt. Chắc nó vị đấy. Không để xôi quá mà. Uống đây có dưa leo cà chua gì hết à? Ta đi đăng lấy một cái. Leo cà chua ăn với leo này. Cái sơ nữa là hết rồi nhá. Được không hả?
gái. Không, mình không không có đổi đổi nhiều nhiều là xương, hiểu con nhìn sơ sơ rồi. Con đem đi tối lại năm hả? Năm 96 ra. Nước bò đấy là gọi gì đó, chỉ 40-50 thì chung á, nó 4 tô 3 tô hay sao. Bé không đâu bây giờ không? Tiêu vô ăn chú. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Chan tô khô ghè không ghé. Nhiều mắt. À, ăn vô nè. Đợi đến ăn thì chú sao mà ăn mới vô rồi nè. Ăn mới vô rồi. Mới vô rồi thì từ nè chú biết rồi. Thank you.
số 2. Thank you.
qua nó dính. Thank you.
TV hả? Dạ. Để này quá. Nó không có nứt, có gãy gì mới được. Phải ăn ảnh rồi mới được chứ đây. Cái bánh này tuyệt vời mặt trời nè. Cái sau nè.
của nó. Thì có gì anh về anh cắt clip ra. Anh dính bạn á. À. Vậy phô mai dính. Rồi. Rồi, ăn rửa. Vậy nha. Sao?
Em ăn cay được không? Dạ ít. Cho em nè. Rồi chị gợi. Mời. Thịt này chưa chiêu gì đi. Bộ ngồi cho xô lưng. Bộ thịt một lọc xô lưng nữa. Mua đỏ đi con. Con ngồi đi con. Mẹ mà lấy nó ngang bị ẹt chứ ngang đến thầy dữ luôn nha. Có gì hết, thoải mái. Nhưng hấp dẫn. Đó, ok luôn. Cho mình về. Con đôi đi đùa. Rồi, một mang cho em quay cho đẹp. Đánh ở mẹ, hai đứa đùa. À. Con bị dụ ngoan nó không. Bánh canh Nam Phổ đây, ai muốn ăn là uổng lắm đây. Rồi ăn cơm chạy của bánh bèo đây, hấp dẫn chưa. Hành phi đây, bộ này của em là mới làm đúng rồi chị nghe, cho họ nó con bò, họ con bò. Ăn không gì cái này đi mẹ. Không ăn dùng cái được hả? Ăn dùng được. Không, 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 không,
Đó nước chiêu. Dạ. Dạ. Có sữa đậu phộng ngon nè, chăm sóc. Được rồi, mà em lấy cái gì? Nào cái bên thì nói gì? Còn ở đâu đây? Đưa cho tin thổi với. Đừng đỡ đồ tin thổi không được. Đi chơi nhanh đi không? Thank you.
của bạn này không về nè. Cái mà lỡ thì thôi. Không, của bạn này đây là đây. Cất ra rồi. Này, chào bà ba hộp. Đến cục luôn. À. Ăn rồi ăn nữa cũng không sao. Dạ. Ăn em mình bò chả nghe. Dạ có luôn. Rồi, mỗi tô 10 ngàn, mỗi chả 5 ngàn đi. Dạ. Chị cũng nghe mình lọc. Mới được đưa đưa bưng lên sao em thấp. Dạ. Để cho mọi thưởng thức. Dạ. Còn ăn màu khác. Anh hẳn tình cảm màu khác chứ nào. Ít chứ mấy. Mô mừng. Dạ. Chân bột lạc chim chì tưởng em. Bọt đây, bọt cho em quấy đây. Còn luôn, mấy đứa, một đứa đi nữa, còn hai đứa. Rồi, gì mình lục đầu. Này, đẹp chứ. Em vô đi em. Mày khỏi rơi mami, đi lại nhiều đứa. Thôi màu sắc á. Mấy. Ở thăm mọi người màu sắc. Lăm. Lăm. Đó sơ sơ cho mặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi 15 ngàn con, bỏ đủ 20 ngàn. Bà bố luôn quý vị. Nó màu nó bảo bố luôn hả? Dạ. Ờ, con quả cho anh viên được. Đó. Mi nước là bên đi con. Chứ còn xôi chứ còn giả nữa, còn xôi giả là ngon. Thơm. Là cơm hả? Em hả? Quay trở về cho các bạn và các bảo trong các tài sản và các tài động trong thời gian qua trong các tài sản và các tài động vẫn được diễn ra tài sản và đầu tư để được
là từ vàng như tôi từ nhà đủ người đủ tài sản và tổ chức chạy chạy chán được chứ thời gian sẽ đổ mang chạy chạy hứa chạy tiếp á ở các cửa khẩu các ngân hàng chạy chạy thang mà nón lá tạp hóa nam xe và các thứ khác để chơi chơi tắt có tránh xảy ra tại lô hàng của mình để phòng xảy ra xảy đỡ này nhất là trước khi đóng lô ra về mỗi người phải kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại lô hàng của mình trước khi ra về phải kiểm tra và tắt đèn hoặc các đồ lô hàng đưa tạm khi có cháy xảy ra người phát hiện cháy đầu tiên phải nhanh chóng báo động kịp thời cho các cháy rồi thổi 30 cho người hai người ba mươi lúc đó chờ anh hai mươi từ 30 rồi con có ăn được chứ vận chuyển hỏa hoạn tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn tội tặng cho lực lượng xây cho thuê tập phố làm giả sửa chữa giải tỏa hỏa máy cần nhằm hỏa hoa nổ hỏa hoa được được hỏa hoa theo quy định hỏa tạo tập hướng dẫn huấn luyện tổ chức sản xuất các thiết bị tạo là hai gì đó. Được quá nè. Rồi chứ cái bạn cái lọc rồi đó. Đem về mà em ăn lẩu với mau. Dạ cũng mau. Mới ăn một khoảng 7 giờ là ăn một khoảng 7 giờ nhé. Thank you.
thôi. Bảy mươi ngày để bận giờ đấy. Con ăn ớt không? Ăn ớt không? Dạ bảo thêm. Thank you.
60. Sáng nay mở đây chiếc phải không? Vậy là ăn bụng nhiêu ít nhé. Dạ. 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 Là 40 ngàn ở đây. Cây con hỉ. Dạ. Ngon lắm. Rồi ngồi xuống ăn không? Để làm kỷ niệm ha. Chia sẻ dòng hàng mới xong. Làm 30.000 thôi hả? Dạ. Đi khác nhau. Hộp lần về trả cái nước nó ra.
vào sinh hoạt để em có sinh hoạt. Có nhà ngồi chị ơi. Còn nắm bệnh mới vô nữa Thùy ơi. Nắm bệnh là một năm lùi chị. Dạ.
thì làm gì có gà. Có rau hoa nói đâu. Mấy trái, một trái hả?
là 310 ngàn. Ừ.